Vị ngày 8 tháng 5 năm 2020, Văn phòng Chính phủ ban hành thông báo số 177 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp thường trực Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19. Cùng ngày, Ban Tôn giáo Chính phủ cũng ban hành công văn số 304 về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Ngay sau đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng ban hành văn bản số 4562 triển khai công tác phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng và hướng dẫn của Ban Tôn giáo Chính phủ. Nội dung đáng chú ý là yêu cầu các cấp, các ngành cho đến người dân, doanh nghiệp hãy thiết lập trạng thái bình thường mới trong hoạt động kinh tế xã hội để dần đưa xã hội trở lại bình thường trên tinh thần tập trung đẩy mạnh các hoạt động phục hồi kinh tế. Cho phép các dịch vụ kinh doanh không thiết yếu được mở cửa trở lại bình thường, trừ vũ trường và karaoke, và phải đảm bảo các điều kiện phòng chống dịch bệnh. Không bắt buộc học sinh đeo khẩu trang trong lớp học, không bắt buộc thực hiện giãn cách trong lớp. Các cơ sở thờ tự, hoạt động tôn giáo được phép tổ chức các hoạt động sinh hoạt bình thường, nhưng phải đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo quy định. Tại văn bản số 4562, Ủy ban Nhân dân chỉ đạo Thủ trưởng các sở ban ngành và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ của ngành địa phương, sẵn sàng các phương án ứng phó với các trường hợp dương tính tại cộng đồng, tiếp tục thực hiện cách ly tập trung tất cả người nhập cảnh 14 ngày, trừ các trường hợp là nhà đầu tư, chuyên gia, lao động tay nghề cao thì có biện pháp cách ly phù hợp, tuyệt đối không để nguồn bệnh lây lan ra cộng đồng. Tiếp tục bắt buộc đeo khẩu trang tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, trên các phương tiện giao thông công cộng, dỡ bỏ giãn cách và giới hạn số chỗ trên phương tiện giao thông công cộng, cho phép các dịch vụ, kinh doanh dịch vụ không thiết yếu được mở cửa trở lại bình thường, trừ vũ trường và karaoke, và phải đảm bảo các điều kiện phòng chống dịch bệnh. Các hoạt động thể dục thể thao, hoạt động có tập trung đông người được phép tổ chức, nhưng với yêu cầu phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn như đeo khẩu trang, sát khuẩn tay. Các cơ sở khám chữa bệnh trở lại hoạt động bình thường, bảo đảm phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân. Đối với lĩnh vực giáo dục, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu không bắt buộc giãn cách trong trường, lớp học, không bắt buộc học sinh đeo khẩu trang trong lớp học. Nhà trường tăng cường thực hiện các biện pháp vệ sinh cơ sở vật chất, bảo đảm phòng lớp học thông thoáng, học sinh giữ gìn vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay sát khuẩn. Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh về kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học. Một trong những nội dung đáng lưu ý là các cơ sở thờ tự, hoạt động tôn giáo được phép tổ chức các hoạt động sinh hoạt bình thường nhưng phải đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 và hướng dẫn của giáo hội các tổ chức tôn giáo. Giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở ngành chuyên môn, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Y tế tiếp tục kiện toàn năng lực cho các phòng xét nghiệm COVID-19, tiếp tục theo dõi cập nhật tình hình dịch bệnh và các kỹ thuật, sinh phẩm chẩn đoán để điều chỉnh hoạt động xét nghiệm phù hợp với công tác phòng chống dịch, tiếp tục nghiên cứu phát đồ điều trị, xây dựng các hướng dẫn và tập huấn cho y tế cơ sở để thực hiện theo dõi, giám sát sức khỏe cho người dân tại cộng đồng và hướng dẫn xử trí khi có các trường hợp nghi ngờ hoặc dương tính. Hiện tại cả nước đã bước sang giai đoạn mới phòng chống dịch bệnh, đồng thời với khôi phục phát triển nền kinh tế. Do đó, các cấp các ngành cho đến từng người dân doanh nghiệp cần xác lập tình trạng bình thường mới trong các hoạt động kinh tế xã hội để dần đưa xã hội trở lại bình thường trên tinh thần tập trung đẩy mạnh các hoạt động phục hồi kinh tế. Trên tinh thần này, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các ngành đơn vị liên quan tham mưu đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển các hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh. Ngành du lịch chủ trì phối hợp với các ngành đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch truyền thông về các điểm đến an toàn, đẩy mạnh du lịch nội địa và chuẩn bị phương án tái khởi động thị trường du lịch quốc tế vào thời điểm thích hợp. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu đẩy nhanh các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng, không để lợi dụng trục lợi chính sách, tăng cường quản lý kinh phí và bảo đảm bổ sung kịp thời kinh phí phòng chống dịch cho các ngành địa phương. Việc sử dụng kinh phí phải bảo đảm đúng quy định, không để tài sản nhà nước thất thoát. Các sai phạm phải được xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.